Con treo là con gì? Đặc điểm, tập tính, môi trường sống của treo treo. Hiện nay, có nhiều người thắc mắc con treo là con gì? Sẽ giải đáp cho bạn về vấn đề trên và những đặc điểm hình dạng, tập tính, phân bố của loài thú quý hiếm trong sách đỏ này. Con treo là con gì? Đặc điểm nhận dạng. Con treo là một tên gọi khác của treo treo, một loài động vật quý hiếm trong sách đỏ. Loài động vật này có tên khoa học là Cheiluridae, thuộc bộ móng guốc chẵn, cùng bộ với con măng rừng. Thân hình của treo treo khá nhỏ bé so với những loài động vật thuộc họ móng guốc khác. Cơ thể của con treo treo chỉ dài khoảng 48cm, chiều cao trung bình chỉ khoảng 30cm. Với thân hình nhỏ bé, mỗi cá thể treo treo trưởng thành chỉ nặng từ 1.5 đến 10kg tùy loài. Loài có kích thước lớn nhất là treo treo châu Phi với kích thước có thể lên đến 80cm và nặng khoảng 10kg. Treo treo Nam Dương là giống nhỏ nhất với chiều dài cơ thể khoảng 40cm và nặng khoảng 1.5kg. Toàn thân của con treo được bao phủ bởi lớp lông ngắn, hơi xù có màu vàng đậm hoặc nâu. Phần bụng có lông màu trắng và đậm dần về phía lưng. Đầu con treo khá dài, mõm nhọn và có hai tai vảnh. Mắt của chúng không có tuyến lệ ở đằng trước, răng cửa trên bị khuyết còn răng nanh lại mọc dài ra bên ngoài mép. Tứ chi của con treo treo khá ngắn và mạnh, chỉ có hai ngón thứ ba và bốn phát triển. Phần đuôi thường dài đến khớp gối chân. Có nhiều người ở bị nhầm lẫn giữa con treo với hươu, hoẵng nhỏ vì hình dáng của chúng khá giống nhau. Tuy nhiên, treo treo thì không có sừng ở cả cá thể đực và cái. Ngoài ra, loài động vật này còn được gọi là hươu chuột bởi có hình dáng nhỏ nhắn như chuột nhưng lại có thân hình như một con hươu. Tập tính và môi trường sinh sống của con treo treo. Qua phần trên, chắc hẳn nhiều người đã biết được con treo là con gì và đặc điểm hình dạng của loài động vật này. Chúng ta cùng tìm hiểu tập tính sống của treo treo và để xem có sự khác biệt với những loài động vật có móng guốc khác không. Không giống như hươu, con treo rừng thường sinh sống và kiếm ăn một mình vào ban đêm. Thức ăn ưa thích của treo rừng là các loại hoa quả, lá cây, chồi, thân non, củ, nấm, côn trùng hoặc xác động vật. Ban ngày, hươu. Cũng giống như các loài động vật nhai lại khác, treo treo không có răng cửa trên trong khi răng nanh lại rất phát triển. Cấu tạo dạ dày có 4 ngăn giúp loài động vật nhỏ bé này có thể lên men và tiêu hóa các loại thức ăn khó tiêu. Mùa giao phối của chúng là từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm tùy thuộc vào loài. Thời gian mang thai của con treo treo cái là khoảng 120 ngày, mỗi năm đẻ một lứa từ 1 đến 2 con non. Hiện nay, treo treo rừng chỉ còn tìm thấy ở các khu rừng nhiệt đới ở châu Phi, Đông Nam Á và Ấn Độ. Môi trường sống của chúng là những cánh rừng khô ráo, có nhiều bụi cây rậm rạp để dễ dàng lẩn trốn. Treo treo rừng thường sống ở những gốc cây hoặc các hang tự nhiên, kín đáo. Phân loại các loài treo treo. Theo ghi nhận của các tài liệu về các loài động vật, hiện nay tồn tại khoảng 10 loài treo treo khác nhau trên thế giới, bao gồm treo treo nước, treo treo đốm Ấn Độ, treo treo Java, treo treo đốm Sri Lanka, treo treo vằn vàng, treo treo Napu hay treo treo Việt Nam, treo treo Nam Dương, hươu chuột Philippines, treo treo Williamson. Theo sách đỏ Việt Nam, ở nước ta có hai loại treo rừng đang sinh sống là treo treo Việt Nam và Nam Dương. Khu vực tỉnh Khánh Hòa, Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc nước ta được cho là nơi có nhiều cá thể hươu chuột sinh sống. Thực trạng bảo tồn con treo treo rừng. Trước đây, loài động vật này sinh sống và có số lượng khá lớn như các loài móng guốc khác. Tuy nhiên, do tình trạng săn bắt con treo bừa bãi để phục vụ mục đích thương mại nên số lượng loài đã giảm đi nhanh chóng. Những cá thể treo treo rừng bị bắt để lấy thịt, trang trí. Ngoài ra, những tin đồn về khả năng bổ thận tráng dương, tăng cường sức khỏe tình dục và chữa một số bệnh nan y khiến cho loài động này càng bị săn bắt nhiều hơn. Người dân có thể sẵn sàng chi số tiền lớn để mua được một con chuột hươu về để ăn, thậm chí còn ngâm rượu. Ngoài ra, diện tích rừng bị thu hẹp cũng làm cho môi trường sống của hươu chuột bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng là nguyên nhân làm số lượng loài bị giảm sút. Theo thống kê của các nhà khoa học Việt Nam, hiện nay số lượng treo treo ở nước ta chỉ còn dưới 1 vạn con. Treo treo cũng đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam và sách đỏ UCN thuộc nhóm những loài động vật hoang dã cần được bảo vệ. Vấn đề bảo vệ loài động vật quý hiếm này đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Những biện pháp đã được đưa ra là cấm săn và buôn bán trái phép, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên để tạo môi trường sống cho các loài động vật hoang dã. Pháp luật cũng bổ sung thêm những chính sách về bảo vệ các loài thú quý hiếm. Có rất nhiều loài động vật hoang dã khác đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt và buôn bán trái phép các sản phẩm từ những loài này. Năm 2016, Hội nghị IWT Hà Nội đã diễn ra nhằm đưa ra những giải pháp để chấm dứt tình trạng này. Kỹ thuật nuôi treo treo hiệu quả. Do nhu cầu của thị trường nên nhiều trang trại ở nước ta đã nghiên cứu phương pháp để nuôi loài động vật này. Tuy nhiên, trước khi nuôi con treo nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung, thì chú trang trại cần phải đăng ký với chi cục kiểm lâm sở tại và chứng minh được nguồn gốc vật nuôi hợp pháp.
Điều này là việc làm rất quan trọng để không vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Trang trại phải tạo được môi trường sống tự nhiên cho như có nhiều tán cây tự nhiên che bóng mát, lùm cỏ. Thức ăn của loài động vật này là rau củ quả và những loại rau dại mọc ở trong trang trại. Người nuôi treo treo có thể mua rau củ quả ở các chợ đầu mối để có thể giảm chi phí về thức ăn. Cũng giống như trong tự nhiên, con treo thường ăn vào ban đêm. Khu vực chuồng nuôi cũng phải được vệ sinh sạch sẽ để tránh phát sinh mầm bệnh. Đến mùa giao phối và sinh sản có thể cho treo treo uống thuốc kháng sinh và phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật thì mới đạt hiệu quả kinh tế. Việc nuôi treo treo không chỉ giúp cải thiện kinh tế mà cũng là một biện pháp để giảm mức độ săn bắt loài động vật này trong tự nhiên. Trên đây là đã giải đáp về vấn đề con treo là con gì và những thông tin liên quan đến loài động vật này. Qua đó, giúp bạn đọc có thể hiểu thêm về loài động vật này và vấn đề cấp thiết của việc bảo vệ động hoang dã.